Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm hốt nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên xúc về cho bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên em nó sẽ có cho các bác là dòng 3 chân và dòng 5 chân như này. Đấy. Dòng 3 chân và dòng 5 chân, chất liệu của nó thì bằng cao su non như này nhá, bằng cao su non như này. Các bác chiến công trình va đập thoải mái luôn. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Giá thì đều là 50k nhá. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su. Nó sẽ có là dòng 3 chân và dòng 5 chân. Giá đều là 50k trên một ổ nhá. 50k trên một ổ. Lên cho em là ổ đúc cao su nhá. Giá của nó sẽ là 50k. 50k trên một ổ đúc cao su như này. Nó sẽ có là dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, con này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, cao su non hết nhá. Chiến công trình thì thôi rồi luôn. Bên trong của nó là lá đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái phích cắm này. Phích cắm cũng có đèn báo, nó sẽ có một cái đèn báo ở đây. Giá sẽ là 20k cho một phích cắm như này nhá. 20.000. Đó, có đèn báo cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ly đồng như này các bác này. Đấy, ly đồng như này. Giá sẽ là 40k trong cái ly đồng rất là đẹp như này. Đó. Giá của nó sẽ là 40k. Các bác có thể mua để uống rượu, uống bia này hoặc là mua để mình để trên ban thờ mình cúng lễ cũng rất là đẹp luôn. Sang xịn mịn đẹp. Giá sẽ là 40.000 trong chiếc như này. Đấy, 40.000 trong chiếc này các bác nhá. Lên cho em là ly đồng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá. Lên mã giúp cho em là vợt cầu lông. Một bộ thì hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhưng mà các bác chỉ sử dụng cơ bản là để mình chơi cho các trẻ em nó chơi hoặc các bác thể dục thể thao thôi. Đấy. Bộ sẽ là 130.000 cho một bộ vợt cầu lông như này nhá. Đấy, có tặng kèm cho các bác là một hộp cầu bao gồm là 3 quả cầu nhá. Một hộp bao gồm là 3 quả cầu và một bộ vợt như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. 130.000 cho cái bộ vợt cầu lông như này. Rất là đẹp các bác này. Đấy. Hàng cước căng, dày dẫn chắc chắn. Đấy, có tay lót rất là êm. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp. Bộ này thì các bác không dùng đi thi đấu được đâu. Mình chỉ dùng mình chơi ở nhà thể thao với con cháu. Hoặc để cho các em nó mang đi học nó chơi thôi. Dùng cũng rất là bền đẹp chắc chắn. Lên cho em là vợt cầu lông 130k nhá. 130k thì cái bộ vợt cầu lông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu đồng hồ dán ô tô, gọi là đồng hồ dán ô tô. Bên em về thì nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu trắng. Đấy, màu vàng và màu trắng nhá. Đây, nó sẽ là một cái mẫu đồng hồ như này các bạn. Đồng hồ dán ô tô nhá. Đấy, đây. Rất là tiện luôn này các bạn. Đấy. Rất là đẹp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ dán ô tô nhá. Về nhà thì các bác bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì ấn cái này vào là nó sẽ chạy này. Đấy. Đồng hồ dán ô tô rất đẹp luôn. Đây các bác này. Đó. Giá thì sẽ là giá sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ dán ô tô, giá sẽ là 40k. Có hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, màu vàng và màu trắng này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá đều là 40.000 một chiếc hết. Đồng hồ dán ô tô. Giá sẽ là 40.000. Đó. 40.000 các bác nhé. Đó. Giá sẽ là 40k một chiếc thôi. Giá rất hợp lý cho các bác có thể mua. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Con này thì rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp của thương hiệu SKM này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp của thương hiệu SKM. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000 cho một con đồng hồ hàng nội địa của Nhật như này. SKM này, có cả lịch luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là đồng hồ 55. Giá của nó sẽ là 170.000. Lên mã em là đồng hồ 55 nhá. Giá sẽ là 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái túi như này. Thì các bác dùng để mình đựng điện thoại rất là đẹp luôn. Thắt vào cái thắt lưng cho em. Khi các bác ra ngoài thì các bác cho vào cái thắt lưng như này. Đó, sau đó thì các bác chỉ cần là nhét điện thoại vào là xong. Nó rất là tiện ích nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì đợt này giá thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là đi 40.000 thôi. 40.000. Em đang bán là 50.000 đợt này, giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn 40.000 trong cái túi đựng điện thoại này nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k. Đó. Túi đựng điện thoại này. Túi điện thoại nhá. Giá sẽ là 40k.
Em đang bán là 50.000 đợt này, thanh lý cho các bác giá là 40.000 một chiếc như này. Rất tiện ích luôn, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví giấy tờ nhá. Hàng của thương hiệu Toyota. Chất liệu của nó thì bằng da rất là mềm luôn, bằng da rất là mềm. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp, hàng may kỹ. Đấy. Các bác lên cho em là túi ví giấy tờ ô tô nhá. Đấy, ví giấy tờ ô tô. Đấy, thì các bác có thể bỏ giấy tờ đăng kiểm rồi bằng lái các thứ vào đây. Đó. Lên cho em là ví giấy tờ ô tô, con này đang bán là 50.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi. 40.000. Lên cho em là ví giấy tờ ô tô nhá. Ví giấy tờ ô tô giá sẽ là 40.000, 40.000 trong cái ví giấy tờ ô tô như này. Đó, hàng của thương hiệu Toyota, rất là đẹp luôn. Đó. Thì các bác có thể đựng đăng kiểm này, giấy tờ này, nói chung là các loại vào đây luôn, rất là tiện ích nhá. Ví giấy tờ ô tô giá sẽ là 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cái hộp lấy vít gãy này, lấy vít gãy. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 mũi như này. Chuyên để các bác dùng để mình lấy vít gãy các cái cây vít mà nó bị gãy hoặc là bị gì sét thì các bác dùng con này cho em, nó rất là tiện. Một cái bộ này bao gồm là 6 mũi nhá. Một bộ combo cho các bác là 6 mũi như này. Và giá thì rất là hợp lý thôi. Đó, đây. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 các bác nhá, lấy vít gãy 60.000 cho một hộp như này. 60.000 các bác nhá. Lên cho em là lấy vít gãy này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho 2 4 6 6 mũi tất cả luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng một cái bộ này. 60.000 thôi. Bao gồm cho các bác là các cái dòng vít bị gãy, bị rỉ sét, các bác không lấy được thì dùng cho con này cho em, rất là tiện ích nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm ban đêm. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá, lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 một chiếc nhá, 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó về nhà các bác sập vào đây cho em này. Đấy, sập vào đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập vào đây cho em. Đây, chân sập vào đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần là cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy. Thì các bác có thể để decor trang trí này. Decor trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23cm nhá. Và chiều cao tổng thể của nó là 10cm. Đấy. 23, 10. Đấy. Chiều cao là 10cm và chiều dài là 23cm. Rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Đồng hồ LED mới này, đồng hồ LED mới. Giá sẽ là 110.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ LED mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Còn đây là cái mẫu đồng hồ LED cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn. Và cái giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho cái mẫu đồng hồ LED cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì
Bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn. Đấy. Thì mẫu lên cho em là đồng hồ LED cũ nhá. Đồng hồ LED cũ giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu LED mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ LED mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn. Thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ LED mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết. Thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu. Màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy. Cái này của nó khá là dày luôn nhá và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy. Có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone. Hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bác này, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bác này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bác này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn, made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang như này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó. Đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là
Lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Sokani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Sokani, giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho em là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con này đều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bác. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhá. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhá. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn. Các bác thấy không? Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con đà điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy.
Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây 1000W này, 28 sen, điện 220V, công suất 1000W, cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là hai tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả 1000 con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000, con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ, đó là đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ. Mã này thì em lên cho các bác cái mã đồng hồ cơ 88 nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá thì sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho con đồng hồ cơ 88 như này. Hàng automatic này, tự động này. Máy của nó này các bác này. Con này thì hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Từ chất dây giếc của nó hàng siêu đẹp luôn các bạn, hàng siêu đẹp luôn. Hàng dây dẫn chắc chắn siêu đẹp cho các bác luôn. Chất dây của nó này, dây của nó sẽ là dây thép này. Dây thép không gì nhá, dây thép không gì. Bạc và điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, bạc điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, quả cơ của nó ánh này trông rất là thích luôn nhá. Hàng lộ cơ 100% nhá. Hàng lộ cơ 100%. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng của đồng hồ của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, thương hiệu Chancy của Nhật các bác này. Đó, automatic tự động luôn. Đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Bên em thanh lý trong hệ thống siêu thị nhá. Chưa qua sử dụng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Các bác đeo vào thấy cái độ chất của nó này. Đó, hàng cơ automatic tự động luôn. Đó. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này để các bác có thể mình hạ cái khuy xuống các bác nhá. Đấy, hàng xịn cho nên là nó kèm cho các bác một cái chân như này để các bác có thể tháo chốt đây, các bác cho vào đây này. Sau đó thì các bác đẩy chốt ra cho em, đẩy chốt ra nhá. Đẩy chốt ra thì bắt đầu là mình vừa cái nấc nào thì mình thay cái nấc đấy vào cho em để mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 nhá, 500k. Đấy, con này thì có hộp luôn các bác nhá. Bên kia là đồng hồ cơ này 88, giá sẽ là 500k nhá. 500.000 con đồng hồ cơ 88 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen thì đây nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái bộ dao đầy đủ. Đầy đủ như này các bác này. Đấy, đầy đủ như này. Bao gồm cho các bác là một kéo này, đấy. Một kéo, một liếc này, đấy, một kéo, một liếc nhá. Cái kéo này thì nó sẽ là dùng để cắt gà, cắt cá này, kẹp cua ghẹ này, khui bia này, mở nắp chai đều được hết này. Và đây là một cái liếc này, đấy. Và bao gồm cho các bác là có 3 con dao. Có 3 con dao tất cả, 3 con dao tất cả nhá. Cán của nó thì bằng nhựa như này, cán bằng nhựa đen nhá, cán bằng nhựa đen. Và một bộ của nó thì combo bao gồm là 3 dao, một kéo và một liếc nhá. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Hàng thì cũng khá là sắc bén cho các bác luôn. Đấy, rất sắc bén các bạn. Đây. Dao thì rất sắc bén các bạn. Đấy, các bác theo. Dao rất sắc luôn các bác nhá. Nó rất sắc luôn. Bộ dao bao gồm là 3 con và một kéo, một liếc nhá. Đấy. Đấy, bộ dao bao gồm 3 con như này. Đấy. Bao gồm là 3 kéo, một rũa, một liếc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là 3 dao, một kéo, một lũa như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Bộ dao đen thì bao nhiêu đấy? Bộ dao đen. Lên cho em là bộ dao đen nhá. Giá sẽ là 130k. 130.000 cho bộ dao đen này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái mã mới, đó là đệm lưng nhá. Đệm lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Con này thì giúp cho các bác. Hả? Tựa lưng, tựa lưng. Qua lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy.
Nhưng lên cho em đó là tựa lưng này. Đấy, tựa lưng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000. Đấy 50.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba chi tiết khi các bác nhận được hàng. Đấy. Sẽ gồm cho các bác là đây. Một cái thân nằm dưới như này và một cái nằm trên như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác uốn cong cho vào đây cho em. Đấy, cho đây cho em. Sau đó thì mình nằm và nó có nấc này. Đấy, 1 2 3 4 nấc thì các bác tùy các bác điều chỉnh cái độ cong của nó này. Đây. Thì nó sẽ giúp cho các bác là đây xương sống của các bác nó đang bị cong như này thì các bác nằm vào nhá. Đây nằm vào như này. Thì xương sống này, cổ này, đấy thì về nhà các bác tựa lưng nhá. Có thể là nằm này, ngồi tựa đều được hết nhá. Đấy và nằm nghiêng cũng được luôn. Đó thì nó giúp cho các bác là ổn định xương sống nhá. Ổn định xương sống rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. 50k, giá chỉ có 50k cái tựa lưng này thôi. Bây giờ mà về nhà mà các bác mà đi chữa bệnh đau lưng mỏi gối các thứ là cũng mất rất nhiều tiền. Đây, đấy về nhà các bác lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì mình nằm mình có thể tựa này. Và cái này thì các bác có thể tùy chỉnh các cái nấc như này nhá. Nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4 tùy theo. Các bác nằm cho xong cong dần lên cho em. Lên cho em là tựa lưng giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái van vòi van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu con này giá sẽ là 70k. Đấy, 70k bằng inox 304. Đấy, một đầu xả đây một đầu xả đây nhá. Có gen xoáy các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác đều ok hết nhá. Van xả hai đầu inox 304 giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một em van xả hai đầu này thôi. Hàng van xả hai đầu inox 304 70.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Chỉ có 70k cho em van xả hai đầu này thôi. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kích điện 220. Kích điện này bao nhiêu đây? 1 Các bác lên cho em là kích điện giá sẽ là 175k nhá. 175.000 cho con kích điện như này, 175.000. Con này thì các bác chỉ cần kẹp vào bình ắc quy của mình thôi là nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V. Đây. Đấy. 12 24 các bác đều kẹp được nhá và nó sẽ ra cho các bác là điện 220V và công suất của nó là 220W. 220W. Có hai chân USB. Đây công tắc đây. Đấy có hai chân USB thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để lấy điện thắp sáng này. Hoặc là dùng đa di năng cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kích điện 220 nhá, kích điện 220. Giá thì các bác lên cho em là kích điện, giá thì sẽ là 175.000, con này tiện lắm. Ví dụ như các bác có áp quy các thứ là các bác dùng con kích này cho em là ok thôi. Đấy lên cho em là kích điện nhá. Công suất của nó sẽ là 3100mAh, 220W này. Đó 12V. Đấy 12 hoặc là 24 nhá. Đấy đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dùng các cái thiết bị điện đều ok hết nhá. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng. Đây. Thì nó sẽ là một con đế như này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu này. Đấy đun nấu chế biến thực phẩm, thức ăn này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho các cái loại ấm pha trà cái thứ lên đây đều được hết nhá. Đây công tắc của nó đây. Đấy và có số 1234 thì các bác có thể giữ ấm giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá sẽ đế nóng 130k cho một con đế nóng như này nhá. 130.000 cho một con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai nhá. Bộ lấy dây tai bằng inox như này. Đấy, bộ lấy dây tai inox như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, bao gồm 6 chi tiết nhá, 6 chi tiết bên trong như này. Đó và các bác có thể dùng là móc khóa các kiểu con là điểu luôn. Giá thì thanh lý cho bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một cái bộ lấy dây tai như này nhá. Bộ lấy dây tai inox nhá. 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20. Đèn 20 nó sẽ là một con đèn pin như này, có kèm một cáp sạc nha và có một viên pin 18650 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đó, đèn 20. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em. Đây lắp pin vào đây là mình sử dụng rồi. Nó rất tiện luôn các bạn, lắp pin vào. Sau đó thì bật công tác lên. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Cho nên là bên em lên nó là đèn 20 các bác này. Đấy, đèn 20. Có thể zoom lên zoom xuống như này. Pha của nó thì rất là giỏi luôn đấy các bác này. Ban ngày mà pha như này là con này rất sáng luôn, các bác thấy không? Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, có báo pin báo biết đàng hoàng. Đấy về nhà các bác cắm sạc vào đây cho em. Thân của nó bằng bằng hợp kim nhôm hết nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, đèn 20 110k nhá, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. Đấy đây nó sẽ là một con bật lửa và có kèm đồng hồ như này. Có kèm đồng hồ này nhá. Lên cho em đó là bật lửa đồng hồ. Đây.
Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này, 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ tự bơm ga, tự bơm ga, giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bình xanh nhá, bình xanh. Con này thì dung tích 1 lít và giá thì chỉ là 70 cành thôi. 70 cành cho một con bình xanh dung tích 1 lít như này. Con này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, cái bật lửa rồng. Con này bằng nhôm cho nên là dùng cực kỳ là an toàn và xịn sò luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá, bình xanh 1 lít bằng nhôm, hàng của quân đội Việt Nam mình thôi. Giá sẽ là 70k nhá, 70k cho một con bình xanh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ điện tử T8 như này. Con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, các bác dùng để mình đeo này. Ngoài ra thì nó có chức năng là xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, rất là tốt các nhá. Đấy. Thì rất là nhiều chức năng, nhưng mà các bác về các bác tự khám phá riêng, còn rất là nhiều chức năng đi kèm này các bác này. Đấy, thì bên em chỉ có giới thiệu có 3 tính năng chính và em cũng bán 3 cái tính năng đấy thôi. Đó là đo xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Bao gồm là một bộ dây quai đeo như này, một cái cáp sạc nha, một cái đế sạc và một con đồng hồ như này. Mặt của nó, thân của nó là bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại hết. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Con này chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Đấy. Hàng thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, cái này thì 100% nó đều là dòng hết pin hết nhá. Về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó, đo huyết áp, đo nhịp tim, ngoài ra nó còn có chức năng, các chức năng khác này. Đấy, thì bên em bán thì em chỉ có bao cho các bác là 3 chức năng chính thôi: xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, đồng hồ T8 nhá. Còn những các chức năng khác về các bác tự tìm hiểu. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó là hình con rồng và có hai cái viên ngọc như này. Cho nên là bên em lên nó sẽ là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này nhá. Con này thì nó sẽ là bằng đá nhá, bằng đá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào đây cho em. Đấy. Về nhà các bác rút ra mình đổ xăng thơm vào đây là ok. Đó, hàng cực kỳ chất luôn. Các bác có thể mua để sử dụng này, xem để sử dụng hoặc là trưng bày rất là đẹp. Bật lửa ngọc nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo. Đấy, các bác lên cho em là cân treo. Con này thì cân được tối đa là 50 cân. Nhưng mà khuyến khích các bác là cứ cân 2 30 cân là ok. Các bác mang đi câu kẹo các thứ, đây là cái viên pin này. Pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách mình mua rất là sẵn hàng thôi. Không lo không có pin đâu. Đó, rất sẵn thôi. Các bác lắp vào bật lên cho em là xong. Nếu khi lắp vào mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em, đảo chiều pin đi là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy lên luôn các bác này. Đấy. Thì mình để mình cân kẹo các thứ rất là ok. Đây em sẽ cân thử cái thước rút này cho các bác xem. Đấy. Rất tiện ích nhá. Cọc đây cho em này. Đấy, cân lên. Con thước này của nó thì đây, trước tiên thì các bác để cho em chế độ kg. Đấy, nó sẽ là 0,37 kg các bác này, 0,37 kg. Đấy, tức là 370g đấy các bác nhá. Đó, có cho các bác cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi nhớ kg các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, tắt đi bật lên ở đây, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70k. Con này thì dùng rất là tiện cả. Tối đa của nó là 50 cân nhưng các bác cứ dùng cho em 2 30 cân là thoải mái rồi. Mình dùng đi câu, đi kẹo, đi phượt hoặc là các bác đi mua sắm hải sản này. Hoặc là đi chợ búa mình có muốn test lại rất là ok nha. Lên cho em là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái găng tay các bác này. Găng tay đây. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Dòng này thì cực kỳ là ôm tay luôn. Dùng rất là thích. Đó, ôm tay. Rất dễ dùng, ôm tay các bạn. Và giá thì rất hợp lý. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động này. Ôm tay lắm. Và nó có cái phần cao su non này, các bác làm việc rất là tốt, chống trượt trượt nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động. Bên em bán 5 đôi thì sẽ là 40.000. Và một vỉ 12 đôi thì giá của nó sẽ là... Một vỉ mà 12 đôi thì giá của nó sẽ là đi...
70k nhé, 70k trên một túi như này, còn mua 5 đôi thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhé, nắp cống đồng. Con này thì dùng rất là tiện luôn, giúp ngăn mùi rất là tốt, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã có một cái con cân bằng trọng lực như này rồi. Nước nó chảy thì nó sẽ xả ra, còn không thì nó lại đậy nắp vào như này. Đấy, và các bác lắp là hầu như là vừa hết với các cái hệ thống đường cống thoát nước nhà mình nhá. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn, nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k nhé. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây em sẽ nói cho các bác cái kích thước cái sản phẩm này. Kích thước nhỏ nhất để nắp cái van này nó là 4,2 cm. Còn nhà bác nào mà nốt thoát sàn lớn thì bên em luôn nó tặng kèm thêm cho các bác một cái chiếc vòng đệm như này, nó sẽ tăng kích thước của cái thoát sàn nhà mình lên là 6 cm nhé. Van ngăn mùi hôi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng đồng thau nguyên chất như các bác nhé. Kích cỡ lắp đặt thì rất là đơn giản, kích cỡ từ 3,4 đến 6 cm là anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa. Khi có nước sẽ mở ra, khi hết nước thì sẽ đóng lại, giúp cho anh chị mình ngăn chặn mùi hôi bốc lên từ ống cống hay là chuột bọ rán chui lên ạ. Van ngăn mùi hôi nhà tắm. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhé, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhé, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc U luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc, vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc U, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc U nhá, hàng thương hiệu Cúc U đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70 đến 75 độ. Đây là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, phích đun sôi. 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy. Đây, lên cho em là ấm Đức này. Công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó đây. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun nước cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này. Ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây, nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn, mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Đó.
Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450k nhé. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nha, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã cho em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó, con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã cho em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu, để ăn lẩu, ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới, sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó, giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây chưa. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con là điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhá. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây, 220V 50Hz, 235W và 2.5L nhá, 2.5L. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá. Bếp từ.
hàng của thương hiệu Philips nhá, bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá, độ dày của nó là 5 ly, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30, khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Đây cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này, con là rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm, đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá, cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bác. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn, một hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy. Sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá.
240.000 cho một cái hộp hộp như này, bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này. Chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nha. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này, hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là nước hoa khô nhá. Giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4. 4 một hộp sẽ một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, đấy nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này, hoặc là lên thái dương, hoặc là lên phía sau cổ đấy, thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này, mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa khô. 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy. Hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy. Hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con này đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình lại sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini, giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà, hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con này điều được luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tác điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn, nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy, em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn, nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, công tác mình có thể dùng để mình đun nấu. Nó như một cái mâm gang nhá, nó như một cái mâm gang, rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá, đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi, các kiểu con này đều được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có video thực tế đây các bác này. Con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy.
nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà pha trà các kiểu con là điều luôn, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút, cầm cái đuôi cả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi, các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này cho em xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện, và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá, đuôi hai chân. Giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi, nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Con này. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện, vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhá. Lên máy giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 55.000. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55.000 thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55.000 cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình, ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây. Thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox qua cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Mẹo nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của là inox cho em để em hỗ trợ nhé. Màng lọc là inox 34. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá sẽ là 40.000 một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này,
bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này, thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá, 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc áo, khuy cúc quần, giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi, 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi, nó có sẵn như này rồi, về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả, nó có sẵn ốc vít như này, các bác về các bác bắt vít vào là xong, cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Và đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn, rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy, từ giờ sẽ không phải lách kìm bấm cúc thì rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là đèn cầm tay. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc cho em. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải led hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Cái mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Lên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân thì về nhà các bác, nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Còn đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn, chỉ có 30k thôi, 30k trong con đèn cúc áo như này, siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, siêu sáng luôn, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này. Các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không? Tiện không? Rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này. Hàng siêu nhỏ như này để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn. Các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt, đầu tròn cho em. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá, mẫu túi đây. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá, túi nam. Con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây, lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Và dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10cm. Con này thì rất là tiện luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn sò lắm, xịn sò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn sò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây. Túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày, đôi dép đút vào đây.
rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là Baloza nhé, Baloza. Giá thì lên mã giúp cho em là Baloza nhé. Giá sẽ là 125.000 một chiếc, 125.000 cho một con Baloza hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này, hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con Baloza như này, rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhé. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhé. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhé. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, lắp vào đây cho em. Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Đấy, 65k nhé. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp vào mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhé. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh, cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có gen xoáy, gen siếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó, cái để thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con Camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con Camel này thì có màu trắng, màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm nhanh như này tí nào mình nào. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy.
Con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng là cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhá. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Có hai mẫu không nhá? Có hai mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây. Cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây, bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhá, hàng thương hiệu Honda, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ hai kính và mũ một kính nhá. Hai kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Đấy. Đấy, đây nha, em đội cho các bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riết các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi tiện ích, đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ hai kính đi. Lên cho em là mũ hai kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá, mũ hai kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây. Con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây, con này là con một kính này. Đấy. Còn một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất liệu như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Con này thì là một kính, còn một kính này sẽ là 200.000, 200.000 cho con một kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng không nhá. Giá thì khá là hợp, đá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi. Rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này, thì là đầu to đầu nhỏ, đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình các bác nhá. Vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 5-700.000 một chiếc nhá. 5-700.000 cho một chiếc mũ như này. Đấy. Bên dưới này thì có một cái lớp lót da này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 5-700.000 nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi, nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200.000. 200.000. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường như này. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho các bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các xem này. Đấy. Đây. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150.000 nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào cho em này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót như này để tránh đội mình chạm đầu và trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó, thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu quá nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150.000. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh các bác này. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu đích của các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh, banh xà banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó, thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy, thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này. Cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống. Đấy, thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi, chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy, chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60. Và chiều bề dày. Đấy, bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy, em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy, tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy, thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi
đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP, đấy loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000, vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút lên đây ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đấy. Rất đạp thoải mái luôn các nhá. Đó, khoảng 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề hấn gì. Đó, đây. Đấy các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này, bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy bo đầu kiểu như này các bạn này. Đấy loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy bo đầu kiểu này. Đấy loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy nhưng mà cái về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy, riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26
26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bạn nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bạn này. Hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái. Nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhé. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy, đai, đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp gem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp gem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp gem điện tử. Con kẹp gem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin này cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp gem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này. Kẹp gem này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan các bác này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 cm nhá. Đây, 15 cm này các bác này. Đó, 15 cm. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây, các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 để lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này. Thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem, à cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm, nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đây, nó màu vàng như này và nó bằng thép nhá. Nó bằng gọi là bằng sợi sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ.
giá sẽ là chổi đánh gỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy, chổi đánh gỉ này, đấy. Chổi đánh gỉ, chuyên đánh gỉ xét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh gỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh gỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh gỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gỉ 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quay cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây, đấy, đánh này, thì cọ các bác này, đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì xét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh, đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng rồi là xi măng, xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi, lên xem là chổi cọ gì nhá, đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy. Thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá, lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi, còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000, lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này, 5 mũi khoan nó màu đen, lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen, giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này, đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn. Hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn, kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy. Găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình ba các bác này, bình ba. Đó, bình ba. Đây, một cái bộ bình ba như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là ba cái cốc nữa. Cho nên là bên em gọi nó là bình ba nhá. Đấy, kèm cho các bác là ba cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500ml các bác nhá, 500ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất là tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly cho nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Nhắm cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá. Bỏ ngăn đông tủ lạnh, sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra, mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này đó, đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi, 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhé. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn, thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện. Thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy. Lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nhiệt thế hệ. Giờ đây các bác có thể hàn và mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kim 5C hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này đây, anh em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy là mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là bốn cái đầu massage nhá. Bốn đầu massage và kèm một cáp sạc. Bốn đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình cái chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Các thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đấy, đây. Em rung tay cho bác xem này. Đấy. Bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170 cành. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 trong cái dây phơi như này thôi nhá. 15k trong cái dây phơi như này, 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái
sập cái dây phơi và cái mắc áo vào nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi. Giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, dây phơi này, đây. Dây phơi, giá sẽ là 15.000. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhá, chiều dài của nó là 5m. 5m các bác cứ giả ra sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, bằng cao su non. Và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm đúng không này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí. Và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo, rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80.000 cho một em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho các bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này. 450 lít, gần nửa lít luôn. 80.000, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Còn bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20.000. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60.000 nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này. Hai chân USB và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winding của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn. Và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó, đũa inox này, giá của nó sẽ là 55.000 trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bộ bình xanh rất là đẹp như này, bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít, hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này.
và có chống mất nắp luôn, có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này, rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm đấy, bằng nhôm và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn, bên trong thì bằng nhôm đấy. Đây quay đeo như này, giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn, một con vòng như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này, đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 trong chiếc như này. 35.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, Su 304 hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k cho một em phễu inox như này, 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây chị em. Phễu inox giá sẽ là 80k, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá. Kìm xanh thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này đấy, hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác, giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi đó. 20k mà nhá, 20k đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn các bác này. Đấy, cắt linh kiện cho em rất là ok luôn nhá, cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được, cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn, sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên cho em là đũa sứ một vỉ là 5 đôi. Giá sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng nhá, tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên trên là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy. Hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây, quà tặng này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn các bác này. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy. 16, 18, 24 nhá. Đấy. Khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này
bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá, rất là dày dặn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó, rất dày dặn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá chỉ có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá, dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bác. Đấy, đây. 25 sen và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? 25.000. Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25.000 trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này, nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này, đấy, đưa vào mình thắt vào này, đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy đi gặt này, dùng cái này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Đi cấy gọi là đi gặt đấy, đi gặt mình có buộc bao thóc này, một hộp này của nó là 180 cái này, 180 cái cho một bịch như này, thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó cũng rất là tiện, đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong, các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn, xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25.000 cho một bịch như này. 25.000 cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy, giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này, và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá, một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây, đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhá, 5 lần pha chè. Đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gáp này và một khay đựng nước này, rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130.000 một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35 cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, Made in Germany vào đây. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này, các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy, dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi. Rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130.000 một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao thái lỗ 120.000. Đây. 120.000 cái con dao thái lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó. Thái lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30 cm, bản của dao thì khoảng 5 cm. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy. Con này các bác dùng để thái rau này rồi thái thịt này rất là ok luôn, dao thì siêu bén luôn. Đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên cho em là dao thái lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao thái lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy. Ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng các bác này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn các bác này. Đấy. Giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó. Pha của nó rất là giỏi luôn đây các bác này. Đây. Đấy các bác nhìn cái pha của nó chưa? Rất là giỏi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là giỏi luôn. Đó. Và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn. Điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy. Thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ hoặc là dùng soi chim, soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhá. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, dọa xa từ 600 đến 1000 mét này, có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá, có còi hú nhá, có còi hú, giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe, rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này. Để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá, hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá. Bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone, tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây, giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này, 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu, vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong, trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok.